啊，小平，我哋翻屋企啊，冲完凉咧，爸爸同你落街食饭。你中唔中意食汉堡包啊？中意。哇，好惊，见到咁高，我爷奶奶可以同啲星星近啲，唉，想得清楚啲咯。爸爸你好嘛，我而家画紧呢幅画嘅咧，就香港我屋企啊，我好开心嚟到呢度啊，因为可以每日都见到爸爸同妈妈。呢度仲有个公园啊，公园里面有好多嘢玩噶。我喺学校度识咗好多新朋友仔添啊，仲有啊，仲有啊，呢度仲有我最中意食嘅汉堡包啊。妈咪话咧，我考到第一就可以食噶啦，总之就好好啦。我想第时带埋婆婆一齐嚟玩啊。大哥怕啊？做埋俾有心点嘅电台都问，你要唔要来信？信仰来受点逼？慢啊，睇猫就默啲，乱嚟就给仔嚟，个电台给住惊，冇机会。佢定律佢再闹你仔，假啲啫。你哋就检được就咁开手到，乜闹到你仔，立马解任啲。你không, tôi nói xấu anh ở trong cái nghề này đó, có biết không hả? Ông xã, cái số tiền mệnh bằng nợ của anh còn chưa có thâu được hay sao? Có khi nào anh bỏ trốn anh luôn nữa hay không? Đàn ông làm việc, đàn bà được cái lãi nhảy. Chỉ cần lợi cho con mà thôi. Nó đang vẽ tranh. Anh xong rồi. Ba, ba coi đi, con vẽ tranh có đẹp hay không vậy? Ờ, đẹp lắm. Con gửi cho ngoại đó. Ờ, con gửi đi. Tiểu Bình à, đừng có làm phiền ba nha. Để má và con về phòng viết cho ngoại có được không? Dạ được. Má à, tuần sau nhà trường của con tổ chức đi du lịch, thầy cô kêu ngày mai đóng tiền cho họ. Đóng bao nhiêu tiền? 60 đồng. Ờ. Ba ơi ba, cho con 60 đồng đi. Đi đâu chơi vậy? Mắc quá đi. Ở đâu cũng có cây cỏ mà. Nhà trường thì là kỳ. Tới phòng không gian ở mũi chim xa. Con tới Hồng Kông lâu như vậy chưa có đến đó. Ba cho con đi đi. Con muốn đi là đi hay sao? Không được đi. Má à, Tiểu Bình ngoan, ba không có tiền lẻ. Vài bữa nữa chúng ta xin ba có được không? Con về phòng trước đi hả? Dạ. Mày lộ mặt rồi hả? Ê, sao hên quá vậy? Ngồi xuống đi. Uống cái gì? Tôi mời cho. Tôi không cần. Chỉ cần trả tiền cho tôi mà anh em bằng hư. Cái chuyện tiền bạc tính sao cũng được mà. Anh bạn à, tôi năn nỉ anh mà. Số tiền thiếu nợ lâu như vậy rồi, người ta đòi tôi thiếu đều tụt quần luôn nè. Tôi cũng bị người ta mắc nợ vậy. Gặp chung cả nhà cái triệu bạc lần đó. Cái hôm nay mày không trả tiền cho tao, mày đừng hòng rời khỏi chỗ này. Muốn gì mày chết hả? Muốn gì đây hả? Muốn gì? Tao quen mày 10 mấy năm rồi, không ngờ mày lại đòi lừa gạt. Mày mấy chục bữa đầu rồi mới học không được sao? Mày cần phải cảm ơn tao đó. Tao cảnh cáo mày, mày đừng tới đây nữa nha. Mà không cần gửi thư luật sư thưa mày tới tù quần luôn đó. Má à, ba hứa cho tiền con đi chơi, tới giờ này lại không có thấy tiền vậy. À, ba của con bận lắm, ba phải đi kiếm tiền. Nhưng mà con muốn đi chơi, con chưa có tới phòng không gian mà. Má cũng chưa có đi vậy. Mai mốt khi nào ba rảnh, cho ba dẫn Tiểu Bình và má tới chơi ở phòng công gian nha. Còn ăn ngon nữa có được không? Ba có tiền hay sao? Mai mốt ba sẽ có tiền. Tiểu Bình à, con phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết không? Ừ. Yến à, Tiểu Bình, sao bữa nay không mặc đồ thể thao? Ba má mày không cho chơi phải không? Tôi không có đi chơi. Vậy tức là bị phạt ở trường rồi. Không phải là bị phạt đâu. Không có đi chơi, không ở lại trường, tức là bị phạt ở lại trong trường. Hà Tế Bình không có đi chơi, bị phạt trong trường nha. Tế Bình bị phạt ở trong trường. Ừ.
vì mấy bữa nay thời tiết lạnh không mắc đâu. Mắng ghé vậy còn chạy mắt nữa. Trễ quá vậy. Hay giờ ở trong tiệm có nhiều việc làm lắm. Tôi không mệt đã may mắn rồi. Bây giờ phải đi chợ. Bằng không lát nữa hết đồ tươi thì phải tính làm sao đây. Nè, có làm lớn hay không vậy? Tại sao đụng đồ của tôi? Bà là ai vậy? Muốn mua hay không trả tiền đi. Không có mua hả thì đi cho lẹ, đừng có cản trở tôi buôn bán. Đi đại đi. Trời ơi, chửi hoài tại sao không đi vậy? Tôi sáng sớm gặp ma rồi. Đi đại đi. Đừng có đi. Khoan đi đã. Bây giờ bà làm gì đây? Ba cái cải này hư hết, lượm giùm cho bà, khỏi cần bà đi dục nữa. Lượm ba cái cải dụng thì không được à? Ôi, bà làm gì dữ vậy? Thấy người ta hiền ăn hiếp ha. Nè, tôi lượm chung với cô. Cảm ơn nhiều. Đừng trách cáo. Nhưng mà ba cái cải này đã già hư hết rồi, thôi bỏ đi. Không sao đâu, bỏ ba cái phần hư là được rồi. Chồng của cô dạo này thất nghiệp hả? Bà Phùng, hay là giới thiệu việc làm cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể làm được. Cái gì cũng chịu làm sao? Tôi có một người chị em mới vừa mở quán trà, đang cần người đó. Thôi để tôi hỏi giùm cho, cô thiệt chịu làm phải không? Dạ phải, thì là cảm ơn nha bà Phùng. Đừng có nói vậy, chúng ta đã nói trước rồi mà. Chúng ta đều là di dân mới, cần phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nhưng mà bà Phùng à, cái chuyện này đừng có nói cho chồng của tôi biết. Ông rất là chuộng thể diện, chắc không để cho tôi đi đâu. Bây giờ là tại chồng của cô vô dụng, ngay cả nuôi vợ nuôi con cũng nuôi không nổi, còn nói thể diện gì nữa đây. Đừng nói như vậy mà. Bây giờ cô chịu ra ngoài để giảm bớt cái nặng cho ổng. Bộ ổng còn ở đó mà lải nhải nữa hay sao? Ngoại à, con và má sống ở đây rất là vui vẻ. Ba rất tốt với má con của cháu lắm. Ông xã, anh về rồi hả? Ăn cơm được rồi. Rồi tôi lúc nào cũng nói xấu tao, hỏi trước mặt người ta. Em không có. Không có. Đồ tồi. Đồ tồi mày nói xấu tao hả? Chết đi. Chết đi. Em không có. Chết đi. Chết đi. Đồ tồi. Nói xấu tao hả? Đồ tồi. Mày chết đi. Chết đi. Cút mẹ. Cút mẹ. Mày chết đi. Chết đi. Mày nói xấu tao hả? Nói xấu tao hả? Em không có. Chết đi. Hey, gần đây tao thiệt là xui, chơi cái gì cũng thua cả. Mày có tin gì không? Còn có tin gì đây? Ngồi ở nhà lâu vậy, con người cũng thiếu điện muốn mục luôn. Cho nên kiếm anh nói láo cho vui. Vậy thì đi uống trà đi. Ờ, được rồi. Uống trà nha. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, chúng ta đều là di dân mới mà, cần phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nhưng mà bà Phùng à, bà đừng nói với chồng của tôi biết nha. Anh chuồng thể diện lắm, chắc chắn không để tôi đi đâu. Chứ, tại chồng của cô vô dụng thôi. Ngay cả vợ con cũng nuôi không nổi. Trời ơi, mày giải nói xấu đó hả? Đừng mà, đừng, đi, đâu tôi. À, papa, wo ai mama, wo ai wo ti hao papa hao mama. Ông xã, em không có. Trời khốn nạn, đồ chống ơn phụ nghĩa. Tao dẫn mày từ nhà quê xuống Hồng Kông, tao cái mày đừng đi chung với con mẹ Phùng nữa, tại sao lại không nghe? Không phải đâu. Mày dám nói xấu tao hả? Dám nói xấu tao hả? Chuyện giùm em mà, em không có. Em chẳng qua chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho anh mà thôi. Giảm cái gì? Giảm cái gì? Mày khinh thường tao. Nếu không phải hai mẹ con mày là sao quả tỏ, tao đâu có xui tới gì vậy? Đồ xui xẻo, đồ xui xẻo. Ba đừng có đánh má mà. Mày đi đi, hai mẹ con mày đều giống như nhau, là đồ tồi, không đánh không được. Ông xã, anh đừng có làm cho Tiểu Bình nó sợ nữa có được không? Con kia, đi về phòng. Ba đừng có đánh má mà. Tao kêu mày về phòng. Ba đừng có đánh má. Tiểu Bình nữa ngoan, về phòng đi. Đi về phòng đi con, ngoan đi về phòng đi. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Tại sao đối xử với tao như vậy? Tao đập cho mày chết.
Đồ khốn nạn. Anh Hùng à, làm sao mà nhịn được đây? Tao sao mày còn kéo tao? Quy, đang ở ngoài đường đông người mà, đừng có để chuyện xấu đồn ra chứ. Có chuyện gì đợi về nhà rồi giải quyết. Đừng có nói là bạn thân không nhắc nhở anh nha. Mấy cái con nhỏ hèn hạ vậy, giống như là sắt mới ra lò không đập không được đâu. Tốt hơn hết, trước năm 60 tuổi đừng để nó ăn no. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đập cho mày chết nè. Tao đập cho mày chết nè. Đồ khốn nạn. Đồ hèn, tao đập cho mày chết nữa mà. Đồ hèn, tao phải đánh. Mày đứng lên ghế cho tao. Đồ tồi. Đồ tồi. Mày đứng đó, không được leo xuống. Nếu như mày leo xuống, tao treo mày lên trần nhà đó. Mày nghe không? Cái đồ khốn nạn, không đánh không được mà. Tao đập cho mày chết. Mày đứng yên đó. Nếu như tao biết mày leo xuống, mày sẽ chết với tao, mày biết chưa? Khốn nạn. Đồ khốn nạn, khốn nạn. Cái đồ tồi. Cái đồ tồi, dám trốn đi, tao chụp được tụi mày sẽ biết tao. Nè, đừng có sợ, có chuyện gì cứ nói cho ông Trần biết, ông nhất định sẽ giúp cho cô mà. Ông Trần à, đây là chị em của tôi, cổ tên Tuyết, chồng của cổ họ Hà, ông phải giúp đỡ cho cổ mới được à. Bà, chào bà, tôi thì giúp được bà được gì không? Cổ nè, bị chồng đánh đó, nhìn một cái là biết rồi. Tôi kêu cổ báo cảnh sát nhưng cổ lại không cho tôi kêu, nên mới chạy tới đây để kiếm ông. Không thể nói gì đâu, đến người liên quan tới hình sự. Tôi đề nghị cô đi báo cảnh sát đi. Tôi cũng nói vậy đó. Báo cảnh sát? Tôi không muốn làm vậy đâu. Tôi để tôi đi. Ê, cô đi đâu được đây hả? Trở về nhà lại bị ông đập nữa. Cô bị ông đập để cho con gái nhìn thấy, như vậy không có tốt với tâm lý của con nít đâu. Ông Trần à, phải giúp cho cổ mới được nha. Vậy đi, tôi mang hồ sơ của cô chuyển đến phòng phục vụ nhi đồng và bảo vệ gia đình nha. Nếu cô và con gái của cô có thể tại trung tâm Duy An. Trung tâm Duy An? Đúng vậy, tới lúc đó cô và con gái của cô có thể tạm thời tránh khỏi sự bạc đãi của chồng cô đó. Như vậy thì từ từ mới có thể ly dị với lại chồng của cô được. Ly dị? Ừ, sau khi ly dị có thể sống nhờ khả năng của mình, không cần phải bị nó bạc đãi nữa. Đúng vậy, sau khi ly dị, cô và con gái của cô có thể sống cuộc đời sống mới. Tới lúc đó, cuộc sống có vấn đề gì, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ. Thật ra, chồng của tôi cũng rất là tốt với tôi. Gần đây bởi vì làm ăn bị người ta gạt hết tiền. Bây giờ lại không có việc làm, tính tình không có được tốt lắm. Bộ tiền phải ly dị nghiêm trọng vậy sao? Bà Hà, tôi dẫn bà tức cười chút xíu đi, đừng có e dè nhiều quá. Với kinh nghiệm của tôi, nhớ đàn ông trong trường hợp như vậy, rất là khó khuyên họ đó. Phải rồi. Tâm lý của đàn ông tôi hiểu rõ ràng nhất. Một khi đã trở nên tồi bại không có thuốc để chữa đâu. Thôi vậy đi nha, để tôi lo thủ tục cho bà ở tại trung tâm Duy An trước nha. Trung tâm Duy An do Sở Phúc Lợi Xã Hội tổ chức, đặc biệt đó là để dành riêng những người đàn bà bị bạo lực của gia đình, cung cấp cái chỗ ở miễn phí và ngắn hạn và những phục vụ khác nữa. Ở chỗ này rất là kín đáo, chồng bà không kiếm được đâu. Ông Trần à, chào cô. May quá, để tôi giới thiệu nha. Đây là người chịu trách nhiệm của trung tâm đó, là cô Chuyên. Còn đây là bà Hà. Xin chào, vợ tôi là Tuyết Tuyệt rồi. Đây là con gái của tôi, Tiểu Bình. Xin chào hai người, có chuyện gì có thể kiếm tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhất định sẽ giúp cho hai người. Bây giờ tôi dẫn các người đi coi phòng nha. Cảm ơn nhiều. Xin mời. Qua đây nè. Bà và con của bà có thể tạm thời ở chỗ này. Nếu mà bà có cần chuyện gì cứ đến nhà phòng tìm tôi đi. Cảm ơn. À phải rồi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước nha. Để tôi đi chung với anh là thủ tục nha. Được lắm.
Tiểu Bình à, nói bye bye với thầy Trần và chị đi. Bye bye thầy Trần, bye bye chị, bye bye em. Bà và cháu cứ nghỉ ngơi đi nha. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Vài bữa nữa má sẽ dẫn con về quê thăm ngoại có được không? Được, nhưng mà con đây chưa có ăn hamburger của Hồng Kông đó. Lại tới đây làm gì nữa? Đừng phá đám nha. Cô bị đánh ra. Làm gì đi? Làm gì? Nè. Khốn nạn, mày làm gì ở đây? Đi mau. Đi về. Ông Hà, đủ rồi nha. Ông đừng gây sự đó. Mày lại. Mày đứng gần vợ ta như vậy, có phải tụi mày có tình ý hay không? Khốn nạn, đi về. Tôi không về. Tôi là xã công ty chú này. Nếu còn gây sự tôi báo cảnh sát đó nha, biết chưa hả? Xã công? Xã công là thứ gì? Đừng một chút là báo cảnh sát. Tao thách mày đó. Khốn nạn, đi về. Tôi không về. Mày về tử bên phải theo tôi về. Đồ khốn nạn có biết không? Không về. Không được gây sự nha. Ăn thua gì tới mày? Nè, tại sao đánh người ta? Báo cảnh sát đi. Phải rồi, báo cảnh sát đi. Đưa ra đây, đưa ra, đưa ra. Thôi, đi mau, đi. Nè, đã đi. Tụi bây về nhà tụi biết sao tao? Nè, đi, đi. Dám bỏ nhà đi hả? Đi mau. Tiểu Bình. Đưa ra, đi, đi mau. Đi, đi mau. Đi, 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 đi mau. Giờ cái gì? Hả? Giờ nó hả? Tao là con đàn bà dâm đảng. Tôi không có, thầy Trần chỉ là giúp đỡ tôi. Nó gạt vào đó đồ ngu. Quẩn không gạt tôi sao? Ý, anh là người gạt tôi nhiều nhất. Đồ khốn nạn. Mày dám nói xấu tao hả? Tôi cũng không muốn đâu. Mày. Ông xã. Ông xã. Ông xã anh sao vậy? Là ta. Ông xã. Ông xã anh sao rồi? Ông Hà, giấy bác sĩ khám nghiệm cho ông đã có rồi. Hey, bác sĩ à, không có gì đâu. Tại vì tôi nghỉ ngơi không đủ mà thôi. Tập thể dục nghỉ ngơi đều là được. Bình thường có phải ông uống rất nhiều rượu hay không? Đâu có uống bao nhiêu. Không phải đâu bác sĩ, ngày nào cũng uống rượu hết. Còn thường hay uống say nữa. Được cái gì chuyện? Báo cáo kết quả của ông đã bị cái bệnh cứng gan, cao huyết áp, viêm bao tử mãn tính và bệnh tiểu đường nữa. Hơn nữa tình huống rất là nghiêm trọng. Có thật hay chơi? Ông đã làm rồi đó. Ở trên bản báo cáo này viết một cách rất rõ ràng mà. Mấy cái phim Hồng Kông thường nói như vậy. Báo cáo thường lầm lẫn mà. Ông coi kỹ lại giùm đi. Tôi là Hà Chí Hùng. Ông có lộn tên tôi với ai không? Bác sĩ, coi kỹ lại giùm đi. Ông Hà, chúng tôi không có lầm đâu. Ông hãy bình tĩnh chút đi. Anh hãy nghe lời của bác sĩ đi. Ông nói đi. Tôi tin chắc. Bởi vì ông uống rượu nhiều quá, cho nên làm cơ thể xảy ra những bệnh đó. Tôi đề nghị ông lập tức bỏ rượu. Hơn nữa phải chấp nhận sự trị liệu định kỳ. Nói gì kỳ vậy, bộ tôi khỏi cần làm gì hay sao? Tôi làm ăn giờ đó, không làm không có ăn, tôi không có ngày phép. Ông Hà, với tình huống trước mắt của ông mà nói, tốt hơn hết, ông nên nằm dưỡng sức ở nhà, đừng làm ba cái chuyện nặng nhọc nữa. Còn nếu như không, bệnh tình sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn thôi. Anh hãy nghe lời của bác sĩ đi. Dạ, anh có sao không? Buông ra, không phải muốn tôi chết sao? Em... Thì là đồ ăn hại. Quỷ nhỏ, lần sau để ta gặp lại, ta sẽ đập cho tụi bé chết. Anh đừng có nóng nảy quá. Cái gì?
Hả? Biết tôi bị bệnh tội nghiệp tôi sao? Muốn coi tôi chết thế nào phải không? Dù sao chúng ta cũng là hai vợ chồng mà. Vợ chồng hả? Mày đừng có để tao biết mày có trai nha. Nếu không chết chung cả đám. Em không có. Mày còn cãi hả? À, đau lắm. Chưa có thấm gì đâu. Buông tay ra đi, đau lắm đó. Đồ khốn nạn, về nhà mày sẽ biết tay tao. Ông sợ, anh đừng có đánh nữa. Anh đừng có đánh em nữa mà. Anh đừng có đánh em nữa. Mày là vợ của tao mà. Thôi, tao muốn đánh lúc nào thì tao đánh có biết chưa? Lạnh lắm. Tao sẽ tắm cho mày nữa có chịu không? Lạnh lắm đó. Lạnh lắm đó. Lạnh lắm. Mày thấy tao bị bệnh, chỉ còn nửa mạng mà thôi. Mày sung sướng lắm phải không? Tao sẽ cho mày tội nguyện. Lạnh quá. Không sao chứ? Không sao. Ê, Tuyết, Tuyết, nè, chuyện gì? Lại bị cái thằng chồng tồi đánh nữa à? Được rồi. Nè, tôi dẫn cô tới kiếm chỗ ngồi thuốc. Ê trời ơi, coi cái thằng trời đánh thánh đâm kìa, đánh cô tới vậy thì tội quá đi. Về nhà lấy chút nước lạnh đắp lên, phải thoa thuốc rượu đó biết chưa? Thiệt là xấu quá mà. Không được, phải gọi điện thoại báo cảnh sát bắt nó cho dứt khoát đi. Bà hãy để mặt tôi. Hả? Ở chỗ này cô không có bà con thân thích, tôi không lo cho cô. Tới lúc đó bị người ta giết chết là còn chưa biết nữa. Anh có bệnh, bực ở trong người. Nè, bây giờ tôi cũng bị bệnh luôn đây. Kêu nó tới để tôi đánh nó đi. Vậy mà cũng nhịn được hả? Còn Binh nó làm cái gì chứ? Dù sao đi nữa anh cũng là chồng của tôi. Nhưng mà nó có coi cô giống như vợ của nó hay không? Kiện nó đi, cho nó một bài học. Anh dù sao cũng là ba của Tiểu Bình. Tôi chỉ hy vọng vào con gái thôi. Tôi thiệt là không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng tới con gái. Bây giờ đã tới nồng nổi này, còn binh vực cho nó làm cái gì nữa? Nó có coi mẹ con của cô như là người hay không? Thật ra nó đánh cô ở trước mặt của con cô như vậy là ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ rồi đó. Còn binh cho nó nữa. Mà còn tôi biết phải làm thế nào rồi, tôi đi trước nha. Nè, đi đâu vậy hả? Nhớ kỹ nha, tất cả chị em chúng tôi đều ủng hộ cho cô. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. À, hay là tìm thầy Trần đi nha. Mẹ con tụi bay ấy giống như nhau, làm cho tao ghét không hả? Tại sao cãi lời tao hả? Hả? Nè, đập cho mày chết. Nè, chết đi. Nè, Tiểu Bình. Tiểu Bình, tại sao lại đánh con? Muốn đánh thì đánh tôi đi. Cái đồ chết bầm, tao kêu nó đi mua rượu nó không đi. Có đáng hay không? Nó còn nhỏ như vậy, anh bình thường đánh em đã quen rồi, bây giờ ngay cả con cũng đánh luôn nữa. Anh thì là quá đáng, anh có phải là người không? Hai mẹ con tụi bay, bình thường kêu mày đi mua rượu mày cũng không đi. Hả? Bây giờ nó cũng vậy, mẹ con tụi bay thì giống nhau. Đỡ hả? Cản hả? Đỡ hả? Cản hả? Cản hả? Buông ra! Đi ra! Ông điên rồi! Tuyết! Mày trở lại! Tuyết! 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 Trở lại! Trở lại! Trở lại! Nè! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Nếu để tao bắt được, tao lóc thì tụi bay! Tao sẽ cho tụi bay biết tay! Sợ ngoan. Má à, con đau lắm. Tại sao ba của con dữ quá vậy? Tiểu Bình ngoan, con má này con đừng có sợ nha. Con
đau lắm. Thiệt? Ba dữ quá hả? Ôi giời, tội nghiệp quá. Cái thằng cha trời đánh này, ngay có con gái nhỏ vậy cũng đánh nữa. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Bà Phùng à, bà đừng báo cảnh sát. Bà ơi bà, bà đừng có bắt bà của cháu nha bà. Tội nghiệp quá. Tuyết à, đừng có trách tôi nhiều chuyện. Cái thằng chồng của cô đối với cô như vậy, bây giờ còn giúp cho nó nữa hay sao hả? Tôi chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thôi. Mau báo cảnh sát đi. Bà Phùng à, tôi chỉ muốn bà giúp tôi. Có thể cho tôi về Tiểu Bình ở chỗ nhà của bà và ba bữa có được hay không? Ở nhà của tôi á, đương nhiên là được rồi. Nhưng mà cái thằng cha tội của nó sẽ kiếm tới nhà. Hơn nữa về lâu dài á, không phải là biện pháp đâu à. Cái chuyện lâu dài tôi thật sự không dám nghĩ tới. Không được, tôi phải gọi điện thoại. Không được đâu bà Phùng à, đừng báo cảnh sát. Không phải báo cảnh sát, tôi gọi cho ông Trần để ông tìm cách giúp đỡ cho cô. Phải rồi, chỗ này tốt hơn hết, ít ra cũng an toàn hơn. Phải rồi đó bà Hà, theo như tình huống này đó, tôi khuyên bà tốt hơn thì hãy ly dị đi. Vậy theo tôi nghĩ hả, nhất định báo cảnh sát bắt cái thằng tồi kia đi, để nó đừng tới làm phiền mẹ con cô, thì mẹ con cô mới còn có hy vọng chứ. Cháu không muốn ba của cháu ở tù và không muốn ba má ly dị. Tiểu Bình à, cháu còn nhỏ quá không biết chuyện đâu. Bà Phùng à, cô Tuyết à, lần này yên tâm ở chỗ này đi, có chuyện gì rồi từ từ hãy tính nha. Tôi muốn về ba bữa nữa, về quê thăm má. Vậy cũng tốt. Được rồi, thôi đừng làm phiền họ, để cho họ nghỉ ngơi đi. Được Tuyết à, thôi thì ở đây nghỉ một đêm, ngày mai tôi dẫn các chị em tới thăm cô hả. Chúng ta đi. Đi đi. Má ơi má, con thà rằng không có ăn hamburger của Hồng Kông, con muốn về quê ngay lập tức, con nhớ ngoại ghê lắm. Má cũng nhớ ngoại nữa. Nghỉ, Hùng nữa láo, sao mai vậy? Cường, chào. Nè Cường, qua còn có tâm tình đi ăn nữa hả? Bác sĩ cho biết ta bị bệnh nặng, không sống bao lâu nữa, ăn được thì cứ ăn. Anh Hùng à, vợ con của anh đi cả tháng rồi, nhìn xa chút đi. Tao quyết định bắt tôi nó về. Hồng Kông lớn vậy làm sao mà kiếm được, dù kiếm được cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Bánh mì chiên bị xa xíu. Bằng mọi cách dụ tụi nó về đây. Dụ bằng cách nào? Tìm mọi cách để dụ nó. Không có tiền thì tao mượn tiền, tao mua tôm mua cá về nuôi tụi nó, nuôi một tháng cho mập ra, sau đó tao giết tụi nó. Anh cứ nói láo hoài, tới bây giờ mà còn tâm tình để nói láo nữa sao? Mày tưởng tao nói chơi hả? Ngày mai tao sẽ làm một chuyện chấn động cả Hồng Kông. Ừ, chấn động Hồng Kông. Tao sợ cái gì? Tao không còn sống bao lâu nữa, cho dù chết tao cũng phải ôm mẹ con tụi nó chết chung, chết chung một đám. Ba Phùng, chuyện gì? Nghe giờ lại tới làm gì nữa đây? Tôi đã nói với ông là tôi không biết bà ở chỗ nào mà. Vợ tôi không quen biết với ai, chỉ quen với bà. Làm ơn chỉ cho tôi biết bà đang ở đâu đi. Đừng nói là tôi không biết, cho dù tôi biết đi nữa cũng không nói cho ông nghe. Phải rồi, đừng có nói, đừng có lại nhảy. Bà Phùng Tuyết, chạy bây giờ, chạy mau lên đi, mau lên, chạy mau đi. Buông ra đầu tôi. Ây da, cái tội này thiệt tình nào. Bà xã, bà xã, ông đừng có tới đây. Đừng đi nữa, anh có mua rất nhiều đồ ăn, chờ em về Tử Bình về, cả nhà ăn cơm chung với nhau. Tôi không có tin anh nữa đâu, tôi năn nỉ anh mà, anh hãy tha cho tôi về Tiểu Bình đi có được không? Bà xã, anh có bệnh, anh sẽ chết. Em thấy anh chết anh không cứu hay sao? Nếu như anh không có uống rượu, anh sẽ không chết sớm vậy đâu. Bà xã, anh đã biết lỗi rồi, anh hứa với em, anh xin thầy, anh không bao giờ uống rượu nữa. Ông xã, ông xã à, ông xã.
Bà xã, anh năn nỉ em. Anh biết lỗi rồi, em đừng có bỏ anh nữa nha. Em phải về với anh đi. Ông xã, anh chảy máu nhiều lắm, để em gọi xe cứu thương nha. Em về Tử Bình về chung với anh đi, nếu không anh sẽ chết. Anh đừng có nói bậy. Cho dù chúng ta có chết thì cũng chết chung với nhau, cả nhà sẽ chết chung mà. Bà sợ. Em hãy coi đây là cái gì nè. Anh đã tặng cho em rồi. Không phải, cái này chỉ là đồ rẻ, nhưng mà là đồ thiệt. Tôi nên không giả dối nữa. Anh không gạt em nữa đâu. Em hãy tin anh đi. Anh thật lòng thật dạ đối với em. Bà xã. Ông xã. Tại sao chưa thấy Tiểu Bình? Ông xã, lát về nhà đừng làm cho Tiểu Bình giật mình nha. Được rồi, anh biết mà. Nhưng mà em sợ. Hay giờ, em đừng có nói xấu anh trước mặt của nó, như vậy là được rồi. Anh nghĩ nó sẽ theo anh về nhà mà. Em không có làm vậy đâu. Vậy là tốt. Anh hứa với em, từ nay sẽ tốt với em và Tiểu Bình. Tên anh đi. Má ơi. Tiểu Bình. Tiểu Bình. Con coi ai tới rước con nè. Tiểu Bình. Tiểu Bình, con đừng sợ nha. Tiểu Bình đừng sợ nha. Là ba nè, ba mua hamburger cho con. Con coi, trong này còn có đồ chơi nữa nè. Con coi, ba thương con lắm có phải không? Ba mua đồ chơi cho con nữa nè. Tiểu Bình, ngoan, cầm lấy đi, coi ba của con tốt với con cỡ nào. Cái đồ chơi đó con đã có rồi. Con có hồi nào vậy? Má à, má quên rồi hay sao? Thì Trần dẫn chúng ta đi ăn hamburger. Cái đồ chơi đó khi con ăn phần nhi đồng, họ tặng cho con. Lần đó là lần đầu tiên con được ăn hamburger. Tiểu Bình ngoan, có thêm một cái đồ chơi nữa không tốt sao? Cầm lấy đi con. Bà sẽ dẫn chúng ta ra công viên chơi, đi mau. Má à. Tiểu Bình ngoan nha, đừng có sợ. Bà cho biết từ nay sẽ đối xử tốt với hai mẹ con chúng ta. Tiểu Bình à, con đừng sợ. Qua còn nói láo nữa hả? Cái chiêu này của anh độc ác thiệt đó. Đập vỡ đầu của mình để dụ dỗ cổ vậy. Hey, cho đâu cần làm ba cái màn đó. Cái con mẹ đó cũng chỉ là đàn bà, một mình ôm con, không có làm việc, lấy cái gì mà sống? Cuối cùng cũng phải giác mặt về kiếm ta mà thôi. Ta ngon lành mà. Anh biết nói láo lắm chứ. Ngon lành tới cỡ nào đàn bà cũng kiếm tiền giỏi hơn kìa. Phải coi họ cũng muốn kiếm không thôi. Dám hay sao? Bây giờ mấy chục ngàn tiền riêng nó để dành cũng chuyển hết vô trường mục của tao. Nó dám đi đâu đây? Nè nè nè, thôi đừng uống nữa. Hay sợ cái gì? Nè nè anh Hùng, em thiệt phục anh lắm. Em phục anh đến nỗi sát đất luôn, như là thần tượng của em vậy. Nhưng mà em có hai câu này, em muốn nói thẳng cho anh biết. Nói đi. Thứ nhất, trong người em không có đồng bạc cào gió nào hết. Thứ hai, lần trước không phải em còn nợ của anh 1.200 hay sao? Nè, cho mượn 800 nữa đi, chẳng 2.000. Hay đặt tên mày là chẳng mới được. Tao không có sao đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà khi nào có thời gian thì phải bỏ công ra đọc báo. Coi nè, ngày nào ta cũng coi, thấy chưa? Thì tôi ngày nào cũng đọc mà. Tôi thường coi trang cá ngựa nhất đó. Coi phần tìm việc đó, ở đó coi phần ăn chơi. Ê, ôi giời, anh Hùng, chỗ này cũng mướn công nhân cục sắt nè. Nè, gọi điện thoại đi, coi có mướn người không? Không phải đâu, mấy chỗ này không có người quen giới thiệu, họ sẽ ép giá của mình đó. Ép giá còn sướng hơn là một cắt cũng không có. Anh Hùng, cần gì phải làm việc nhiều vậy? Anh còn tiền riêng của chỉ để phòng thân mà. Tao là cái loại xài tiền đàn bà hay sao? Mày không gọi, tao gọi. Số mấy? Chỗ này 9147. Alo. Xin lỗi, công trường của các người có mướn thêm người hay không hả? Phải rồi, tôi là chủ thầu, tôi họ Dương, nhưng mà tôi chỉ cần mướn những ông thợ có kinh nghiệm cục sắt mà thôi. Tôi làm nghề này 20 mấy năm rồi. Wow, có nhiều kinh nghiệm tới vậy à? Vậy ra ngoài này bàn lại đi, hỏi gì vậy? Tôi hỏi Hà, tôi là Hà Chí Hùng. Tâm Trấn. Ê, mày thật sự là biết nói chơi đó. Ông Dương, có ông Hà đến kiếm ông nè. Được rồi, ra ngoài trước đi. Xin chào. Chào. Xin chào. 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 Cảm ơn. Nè, đây là danh thiếp của tôi. Ông Dương chào ông. Đừng khách sáo,
Ê, thật là tội đó nha. Bác ông đừng xa xôi chạy tới trên này. À, không sao, tôi thường xuyên lên xuống trên này. À, còn đây là người chịu trách nhiệm ở khách sạn của chúng tôi đó, Tổng Châu. À, ông Châu chào ông. À, cảm ơn ông Châu. À, có gì chỉ dạy. À, không phải hai người lên trên này chung một lượt hay sao? Hôm nay nó không rảnh, tôi lên đây trước một mình. Ơi, ông Hà, lần trước trong điện thoại ông cho biết ông đã cổng sát hai mấy năm rồi mà. Hey, năm mười mấy tuổi tôi đã bắt đầu học nghề. Năm 70 bắt đầu xây công ốc. Công ốc tại đầu môn là Tam Thánh Đại Hưng, tôi đều có tham gia. Sau đó là Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Hội triển Thanh Mã Đại Kiều, tôi đều có tham gia. Ngay cả phi trường Hồng Kông tôi cũng có tham gia. Kiến thức quan trọng nhất tại Hồng Kông tôi đều tham gia. Ủa, ông đầy đủ kinh nghiệm quá hả? Nè, đừng có nói như vậy. Trong nghề này tôi thuộc về lão tiền bối rồi, không giống giới trẻ chỉ làm sơ sơ mà thôi. Còn tôi dựa vào thực lực đó. Đúng như vậy. Nè ông Hà, vậy mà căn bản tôi đối với ông không có vấn đề gì hết. Bao giờ mới có thể đi làm được đây? À, lúc nào cũng làm được hết, bất cứ lúc nào. À, uống trà đi. À, cảm ơn, cảm ơn. Mời. Nè, đây là biểu mẫu. Chừng nào xin đi làm việc hả? Làm ơn đọc kỹ nha. Lập tức điền xong giao cho tôi. Cần phải điền nhiều thứ tới như vậy à? Còn có mật mã nữa hả? Thì phải chơi đây. Ê, cái mật mã đó rất là quan trọng. Bởi vì chính phủ quyết định đó, không có số mật mã không thể mướn người. Cái đó là phạm pháp đó. Tôi bây giờ không thể nhớ nổi. Hay là ông Dương à, lần sau bổ sung đi nha, được không? Vậy hả? Công trình này cũng gấp ghê lắm đó. Bây giờ có mấy công nhân do nộp biểu mẫu rồi, chuẩn bị đi làm đó. Nếu mà ông như vậy, thôi vậy nha, lần sau chúng ta hợp tác đi. À, vậy thật ra ông muốn biết số mật mã đó rất là đơn giản. À, bằng cách nào? Có mang thẻ lãnh tiền lương bình thường của ông hay không hả? Hay là thẻ tín dụng gì đó? Ờ, à, có. Vậy thì được rồi. Chỉ cần mang cái thẻ đó để vô máy bấm một cái là biết liền mà thôi. Hả? Máy bấm tiền có thể coi được mật mã của mình hay sao? À, đúng vậy. Nhưng mà không phải bất cứ máy nào có thể coi được đâu nha. Hay giờ, thôi chết rồi. Tôi không biết ở đâu có máy bấm tiền nữa. À, ông Châu à, hay là ông dẫn tôi đi coi có được hay không? Nếu chiều hôm nay có thể giao nộp biểu mẫu, đó là cái điều tốt nhất. Còn ông Châu à, làm ơn giúp đỡ giùm tôi. Bây giờ thấy ông Dương thích ông Hà tới như vậy, cái chuyện đó không có gì đâu. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Quay anh Hùng, sao hả? Kiếm việc được không? Mày biết tao giỏi cái nào không? Ông chủ vừa gặp tao là biết tao là nhà nghề, lập tức mướn tao liền. Wow, giàu to rồi, bữa nay do anh đãi nha. Lần này kêu mày ra đây, tao chuẩn bị trước rồi. Cứ việc kêu đoan. Thì ghét, là nói xấu tôi. Tôi không khai sáo đâu. Anh Bồi, làm ơn. À, phần ăn sáng thêm hai trứng chiên, đùi gà chiên, bánh mì kiểu Tây, trà sữa nóng. Mau lên. Nè nè, đây không phải là điểm tâm, hình như là cơm trưa cơm chiều dọc chung một lượt. Cái mà kệ anh đi, ai bị anh kiếm được việc làm chứ. Cứu khó phụ bần, tạo phước cho xã hội, công đức vô lượng đó. A Di Đà Phật, cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, được rồi. Đừng nói tao không nhắc mày nha. Lần sau đi xin việc làm, nhớ mang theo số mật mã đó biết không? Cái gì, đi xin việc mà cũng mang mật mã nữa hả? Hey, mày ở nhà lâu quá rồi, mày đâu có biết thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào đâu hả? Hôm qua cái gì tao cũng mang theo, nhưng chỉ quên mang theo số mật mã. Chút nữa là hư đại sự rồi. Kết quả sao? Ông nói ông thích tao, cho nên cho bỏ thuốc sau. Nè, có phải ngưỡng mộ tao hay không? Ngày hôm qua tao kêu mày đi mày không đi, bây giờ ngồi đọc báo, ít lợi gì đây hả? Ờ, anh Hùng, tôi muốn hỏi anh, có phải ông chủ đã nói với anh là cái máy bấm tiền ở Đại Lục có thể coi được mật mã của anh hay không? Ê, mày giỏi thiệt, chuyện gì cũng đoán trúng hết. Không phải em khôn đâu, trên báo có nói mà. Cái thằng này tuần lễ trước cũng giống như là anh vậy, bị người ta ăn cắp tất cả tài liệu của nó, sau đó thì làm một thẻ giả đó. Đâu có dễ dàng tới như vậy. Quay, tin tức đăng trên báo rõ ràng, giả được sao? Cái thằng này cũng tội thiệt, tiền trong thư mục thêm vào thẻ tín dụng đều bị xài hết, bị người ta gạt 100 mấy chục ngàn đó. Anh Hùng, không lẽ anh cũng bị người ta gạt rồi sao? Chứ, tao giỏi như vậy, đâu có giống con cụ non dễ dụ. Xin hỏi là pha cậu có lộ mặt thì mới mẫu sao? Là cái giống hình đồ à? Không phải à? Cái chị nè, mà trong cái tòa để con à? Quả mà cho tâm sự này, mà chắc hãy mà nó bị xảy xâm gặp gì. Mày là phát triển đây hổ à? Mày chung cốc đi à? Mà xem tao là quá nhẹ trù, chỗ sôi hư, cũng đi mà. Lì anh đừng ngang hổ, lì bị phát triển hổ à? Mày chung cốc mày à? Mà không phải xảy xâm mày cả. Lì xuất hóa cháu à? Lì cháu thân, mà chắc không kỳ đi lì hà à?